chào tất cả mọi người, rất vui vì được gặp lại mọi người trong video tiếp theo của Nhà Cún ở trong tuần này. Và như mọi người đã thấy ở trên màn mình đây sẽ là có rất là nhiều những cái mẫu quần sọc và chân váy. Tuy rằng mùa hè đã đi qua và mùa thu đang đến và mùa đông sắp cận kề, thế nhưng những cái mẫu sản phẩm này của nhà mình vẫn chưa có dấu hiệu là hạ nhiệt. Nên là hôm nay mình sẽ làm một cái video để review những cái dòng sản phẩm best seller của nhà mình. Và không phải là chỉ có một cái video này đâu, mình sẽ lên rất là nhiều những cái video review khác nữa. Thế nên là hãy cho mình một nút đăng ký kênh này, nhấn vào chuông thông báo để nhận những thông tin mới nhất khi mà mình lên video vào thứ tư và thứ bảy hàng tuần nhé. Và bây giờ thì chúng mình sẽ bắt đầu vào chi tiết video của ngày hôm nay. Mẫu đầu tiên sẽ là top best seller của nhà mình với 10.000 lượt bán. Và đây sẽ là một cái dòng sản phẩm chân váy xếp ly tennis quốc dân. Trước tiên là về cái chất liệu này, váy xếp ly tennis này của nhà mình thì sẽ được may với chất liệu là tuyết mưa pha một chút cotton. Thì thế nên là nó sẽ có một cái độ co giãn đàn hồi nhẹ nhẹ nhá. Và cái độ co giãn đàn hồi nhẹ nhẹ đấy thì nó tạo nên được cái độ đanh, một cái độ đứng form. Khi mà mọi người mặc lên người nó sẽ không có bị mất cái form dáng giống như là những cái loại vải như là vải pho này, hoặc là những cái loại vải như kiểu là vải kaki thun á. Những cái loại vải đấy nó rất là kiểu nó rất là nhão á, nên khi mà mặc lên người nó sẽ không có được giữ được cái form nó đẹp. Và một cái nữa là cái độ bền của nó sẽ không có được cao giống như là những cái mẫu mà tuyết mưa mà được pha với cotton như thế này. Và nó sẽ có tổng cộng là 3 màu nhá. Nếu như mà mọi người thích kiểu là đơn giản thì mọi người có thể là lựa chọn màu đen hoặc là màu trắng, những cái màu mà basic dễ để phối đồ. Còn nếu mà mọi người thích kiểu mà nổi bật hơn, kiểu khác hơn thì hãy lựa chọn, thì có thể là lựa chọn cái tông màu nâu như ở trên hình này. Và có một cái nữa đó chính là trước đây thì nhà mình sẽ chỉ có 3 size thôi, có là size S, size M và size L. Còn bây giờ thì nhà mình up lên 2 size nữa, đó chính là size XL và XXL, dành cho những bạn mà từ dưới 65kg đổ xuống. Vì thế nên là với tất cả các cô nàng từ 40 này cho đến là 65 đều có thể là mặc được những cái mẫu chân váy như thế này. Và mình sẽ để thông tin đường link ở phía dưới trong mô tả của video nhá. Mọi người nếu mà mọi người thích thì hãy nhấn vào đường link để có thể là đặt hàng. Đây là cái mẫu đầu tiên. Bây giờ mình sẽ sang mẫu thứ hai nha. Đây là một cái mẫu quần sọc kiểu túi hộp ấy mọi người. Em được may với một cái loại vải là kaki co giãn. Đây là toàn size S không nên là mình không thể mặc cho mọi người xem được, tại vì là nhà mình vừa mới tới đi hết những cái size lớn rồi. Để video sau đi, video sau mà về size lớn đi rồi mình sẽ mặc lên để cho mọi người xem những cái màu trắng như thế này nó có bị hở ở cái nội y hay không. Theo mình thì mọi người vẫn cứ nên là mặc những cái nội y mà nó kiểu sáng màu, nó cùng với lại những cái màu quần trắng như thế này á, để tránh cái trường hợp mà bị lộ nội y. À, tiếp theo nữa là một cái gam màu kiểu nâu bò bò như thế này. Đây là một cái màu mà mình rất là ưng ở trong cái top 12 màu của cái quần túi hộp này, sẽ kiểu sang hơn mà mặc lên nó cũng không bị làm da bị xỉn màu nữa. Đây, đằng sau này, ngoài cái màu nâu này thì mình cũng còn thêm là một cái màu đen, màu basic như thế này nữa. Cái quần này nó sẽ kiểu là lưng cao nha, lưng cao như thế này thì nó sẽ ôm gọn cái phần eo của mọi người lại. Và ngoài ra thì những cái mẫu quần ngắn ngắn như thế này, thứ nhất là côn vòng 3 này, tôn eo này, còn hách chân nữa. Rồi tiếp theo nữa sẽ là một cái mẫu best seller nữa này. Đây, cái vải màu trắng rất là dày luôn, nó cầm cực kỳ là nặng tay luôn. Đây này, hai cái màu này rất là dày luôn, vải rất là dày. Nhà mình có một cái đội thợ rất là chuyên nghiệp ấy, cái cào những cái rách như thế này. Mình sẽ để hình ở phía dưới để mọi người xem là hình với lại cái sản phẩm thực tế nó có giống nhau hay không nhá. Hình ở đây này mọi người này. À, bên này sẽ là một cái màu xanh nhạt. Cái màu này là mình thấy là mặc lên rất là tôn da luôn. Tất cả những cái mẫu quần sọc của nhà mình thì sẽ đều được thiết kế ra kiểu lưng cao á. Với những kiểu lưng cao như thế này, cái ưu điểm lớn nhất của nó là tôn cái vòng eo và phần mông của người mặc á. Đi mặc kiểu là mình mặc đi chơi này, hoặc là đi mặc đi picnic này, hoặc là mặc đi kiểu đi quẩy ấy, cũng rất là phù hợp nhá. Kiểu quần dáng quần ngắn như thế này này, vừa tôn eo vừa tôn mông mà lại còn vừa tôn dáng nữa. Và ngoài hai cái màu như thế này thì mình sẽ còn có màu hồng như thế này nữa này. Đây là một cái màu hồng phấn, và với kiểu hồng phấn này thì nó sẽ có một cái túi lồi như thế này ở phía trước này. Nó sẽ kiểu hơi kiểu phá cách hơn á. Nếu mà mọi người để ý thì mọi người có thể thấy là hiện tại bây giờ là những cái mẫu kiểu quần rách mà nó có lồi ra như thế này nó đang rất là hot luôn á. Mình thấy là không chỉ có mùa hè mọi người mới có thể là mặc những cái mẫu quần đùi mà rách như thế này đâu. Mùa đông hay là mùa thu thì mọi người vẫn đều có thể là mặc được những cái mẫu quần rách như thế này. À, kiểu là mọi người chỉ cần biết cách phối á, phối với áo gì hoặc là mặc với lại quần ở bên trong như thế nào á. Chất của nó sẽ là chất tin nha, cầm lên như thế này nó rất là nặng và dày luôn á. Những cái quần như thế này nó rất kiểu, nó sẽ rất là chill á, mặc vào đi chơi hay là đi kiểu đi bar, kiểu là cuối tuần mà mình đi dạo phố á thì nó cũng sẽ kiểu
nổi bật hơn này, và đặc biệt là đối với những bạn nào đấm lùn ấy, nó sẽ giúp mình hách tráng hơn đấy mọi người, trông như kiểu là cao hơn đấy. Và đây là tổng cộng tất cả những cái sản phẩm trong video ngày hôm nay mà Cún muốn chia sẻ với mọi người. Trên các sàn đó thì mọi người sẽ có 3 ngày để mọi người có thể là đổi hàng, nếu như mà nhà mình giao nhầm size này, giao nhầm màu này, hoặc là sản phẩm bị lỗi kỹ thuật này, bị rách này, hay là bị loang màu này, hay là bị bất kỳ một cái lỗi gì mà do lỗi của nhà mình. Và ngoài ra nữa thì ở trên các sàn đó, nó sẽ có rất là nhiều những cái voucher để giúp cho mọi người tiết kiệm hơn trong cái việc mà mọi người đặt hàng online á. Cái mã voucher mình sẽ để ở phía dưới cái phần mô tả của cái video này nhá. Các ký kênh bật chuông thông báo để nhận những thông tin mới nhất khi mà nhà mình lên video vào thứ tư và thứ bảy hàng tuần nha. Bây giờ bye bye và hẹn gặp lại mọi người.